Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì ngày hôm nay em có nhận lời đến đây nhà của anh khách hàng này để ghi hình mấy con bò. Cũng đúng lúc lắm, vừa tới nhà của anh thì trời cũng mưa. Đây cô chú anh chị và các bạn, ở ngoài kia thì anh chị thấy rồi đó, cái màu trời thì không được đẹp lắm ha. Ở đây thì nó sẽ có ba con bò chữa với một bộ mẹ con. Và trước mắt của chú anh chị và các bạn là hình ảnh của một con bò mẹ, cái kem Pháp. Mẹ này thì nói thiệt luôn là lúc trước là bị viêm da mà giờ thì nó đang giữ con. Tình trạng của con bò con này cũng được tầm 4 tháng mấy 5 tháng rồi. Đấy. Đó, thì con bò mẹ thì phối lại rồi, này 2 tháng rồi anh chị. Ha. Mẹ mát sữa dữ lắm. Đây. Mẹ này giờ anh chủ nhà anh có anh kia anh trả giá tách một con ra anh bán một con rồi. Giờ còn bò mẹ anh bán 19 triệu. Ha. Phối rồi 2 tháng mấy à, 2 tháng ha. Chân móng đi đứng hoàn thiện nè. Chân sau của mấy con bò nè anh chị xem. Mình kiểm tra về dàn chân trước đi ha. Đây, rúng. Bò con này anh tách anh bán 9 triệu nè. Còn đây là một cái chữa sát nhất tàn lớn. Con này thì chữa 8 tháng anh chị. Tàn lớn chữa 8 tháng đó, con này giờ nếu mà nói về cân hơi của nó thì khá là cao to, con này phải tầm 360-370 cân, chuyện quá bình thường. Đây, chân móng là rúng nè. Con này con kem Pháp nha anh chị, con kem Pháp bông bướm. Kế bên có một con kem giấy, con này cũng chữa, con này chữa 4 tháng là chữa 4 tháng anh chị. Con này cũng cao to ha. Con này cũng chiều cao tại phía sau khu khoảng tầm 1m33-35 á. Còn con này chiều cao tại phía sau khu 1m3 nè. Cái tơ, con này cũng chữa nha anh chị. Con này 24 triệu, còn con này 27 triệu. À, con này chữa 4 tháng, còn con này chữa này 23 năm, 23 triệu 500. À, con này chữa 5 tháng bao chữa. Con này kem xám nha. Đây. 23 triệu 500, rúng đầy đủ chân móng rất là tốt, không xương sóc to anh chị thấy không. Bữa em đi em có giơ cái chân ra để mà so sánh với lại con bò, bữa anh có coi cái video hôm qua chưa. Đây, bò thì nói chung là xương sóc rất là to, anh chị xem đi, cảm thấy thích muốn mua thì liên hệ với em ha. Con này bao chữa 5 tháng nè, 23 triệu rưỡi. Còn con này giá 27 triệu, con này chữa 4 tháng kem Pháp. Còn này chốt giá cho anh chị giá 31 triệu. Bò vàng xương bự dữ lắm. Thấy đòn ghê không? Chân móng nè. Rúng nè. Sái tích của con bò này thì nghiêm chỉnh nè. Bò, anh biết không? Bự con dữ lắm. Khung vai thì khỏi chê. Mặt mày rất ưa nhìn. 31 triệu bao chữa 8 tháng nha anh chị. Bộ này ra. Luôn con bò kem giấy đó ra em cái. Luộn kem giấy á, bỏ con bò con nó chạy đi đâu nó chạy đi. Luộn bò kem giấy ra mày em cái. Ừ. Nè anh đi lại đây nè. Qua bên đây nè. Đó, đúng rồi. Đây. Kem giấy nè, 27 triệu nè anh chị. Không? Bự con dữ lắm nha. Tơ. Con này thì gốc của nó mẹ kem. Dễ ăn kem nè, hết biết vàng xương. Đòn lưng vai lực. Còn con này là con bò siêu xám, con này kem Pháp xám, con này bao chữa luôn mà bao chữa 5 tháng giá 23 rưỡi, chiều cao tại phía sau khu khoảng 1m3. Còn con này thì mới 2 tháng mấy thôi, không bao chữa, mà mẹ đang giữ con ha. 19 triệu. Khả năng thì con này mang thai khá là cao ha. Con này anh phối được 2 tháng mấy mà chưa có động dục lại thì con mẹ này tách ra 19, còn con này là 9 triệu nè. Đây, 9 triệu. Nhìn bò con không? Mát sữa ghê không? Đòn dài, rúng nè. Chân móng rất là ok. Sái tích nghiêm chỉnh nha, đầu trụ lỗi luôn anh chị. Đó, những thông tin cơ bản và những hình ảnh này anh chị chúng ta vô lòng chúng ta tua lại coi kỹ giùm em ha. Là giá cả em đã cập nhật rồi. Xem đây nè, đó mà mưa anh. Thì bây giờ em sẽ cập nhật cái thông tin về chiều cao cho bà con cô bác anh chị xem.
cảm thấy thích muốn mua thì anh chị có thể liên hệ giùm em. Con mẹ tách ra 19 triệu nè. Con mẹ này thì chiều cao tại phía sau khu là 1m33 nha anh chị. Tại phía sau khu là 1m33. Còn con này chiều cao tại phía sau khu là 1m3. Đó. Con này chiều cao tại phía sau khu là 1m38. Còn con cuối cùng này chiều cao tại phía sau khu là 1m39 nha anh chị nha. Anh chị cô chú nào có nhu cầu mua thì có thể liên hệ giùm em ha. Và bò này em bán cho chú anh chị của bạn thì cũng có thể bán trả góp cho anh chị luôn nha. Anh chị nào cảm thấy thích muốn mua trả góp thì liên hệ giùm em, còn mua tiền mặt cũng được ha. Bò cam kết khi mà giao đến sẽ được quyền kiểm tra trước khi thanh toán, sẽ được quyền nhận bò đi tới đi lui để kiểm tra về ngoại hình cũng như tình trạng sức khỏe của con bò rồi mới thanh toán tiền. Và những con bò mà em bao chữa ở đây thì sẽ nhờ bác sĩ thú y, mình phải nhờ bác sĩ thú y ha, gần nhà thăm khám lại một lần nữa cho em biết cái bò này có thai hay không. Nếu như mà không có thai thì bên em xin nhận lại và hoàn tiền đầy đủ. Còn bò mẹ này tình trạng sẽ bao lòi lưu huyết tử cung cho anh chị, trục trặc về vấn đề sinh sản trong vòng 3 tháng đầu tiên anh chị mua về. Nếu mà có hiện tượng lòi lưu huyết tử cung thì bên em xin nhận lại và hoàn tiền đầy đủ của chính chị và các bạn nha. Rồi thì bây giờ em xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại của chính chị và các bạn ở video kế tiếp.